Chào mừng các bạn đến câu lạc bộ người cá tuần 24 nha. Tuần này có sự xuất hiện của bạn. Bạn này tên gì đây? Helen. Bạn Helen. Và đây bạn Khánh. Và đây bạn tên gì? Tên Phương Anh. Bạn có tên tiếng Anh không? Có, Rosie. Rosie ha. Rồi bạn Rosie. Rồi. Bạn này không phải người cá. Rồi bạn này là người cá nè. Thì hôm nay có mấy bạn người cá này ở đây xuất hiện đây. Rồi bạn người cá này tên gì đây? Bạn người cá Tường Vi ha. Rồi hôm nay tôi có hai phần quà trong sự kiện người cá nha. Một kính bơi đua của vận động viên. Kính bơi này là kình ngư Michael Phil vừa đạt được huy chương vàng Olympic. Lần này anh ta sử dụng chiếc kính bơi này nha các bạn nha. Cái đuôi cá này á, lúc mà em mang vô á, để cho nhanh là em kéo cái da này xuống đúng không? Em leo lên bờ em mặc cái đuôi cá vô đi. Anh hướng dẫn em cách bảo quản đuôi cá. Đuôi cá này là đuôi cá tập luyện chứ không phải đuôi cá để đi biểu diễn nha. Nên nó không có nhiều vây. Rồi em mặc đuôi cá vô. Rồi em nhét cái chân vô nha. Nè đẩy sát cái chân mình vô trong. Đó đúng rồi đó. Bạn Rosie làm giỏi nè. Bạn này biết mặc đuôi cá rồi nè. Rồi đứng lên nè. Rồi mặc đuôi cá. Mà muốn di chuyển ở trên bờ là em không có nhảy cà tưng ha. Là sao? Là mình đi sao? Là mình giống như con sâu vậy đó. Đó mình đi vậy đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Với lại mấy em về nhà sau khi sử dụng xong xả qua nước sạch rồi mình chà vò với xà bông. Rồi xong rồi mình phơi khô ha. Chứ đừng bỏ vô máy giặt nó sẽ cũng không có tốt. Giống như đồ bơi vậy thôi. Giặt vô máy giặt nó làm cho cái vải. Cái này là thun 4 chiều. Nên để vô máy giặt nó mạnh lắm. Nó sẽ làm cái vải hư nè. Giống như bạn này bảo quản đuôi cá hơi bị tốt luôn nè. Bạn ấy còn giữ nguyên như là mới luôn nè. Các bạn thấy không? Chào mừng các bạn đến phần thi sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 24 này. Trên tay tôi đang cầm đó là một vây bơi cá mập vừa nhập từ bên Mỹ về. Hôm nay bạn nào chiến thắng trong phần thi sẽ nhận được chiếc vây bơi cá mập gắn lên lưng đi bơi đi nhát mọi người. Mà muốn trở thành cá mập thì các bạn phải lặn lâu, chứ lặn một chút mà nổi lên là người ta biết cá mập giả. Nên cái phần thi này đòi hỏi các bạn phải lặn lâu nha. Bạn nào lặn lâu mới thích hợp làm cá mập. Bạn nào muốn thi thì lại đây. Lặn từ đầu bờ này ra chỗ cái vị trí 8m hồi nãy. Rồi hoành về đây mới được ngẩng mặt lên hít hơi vào. Làm như vậy 20 lần. Bạn nào làm trước đủ 20 lần mà không ngóc đầu lên làm đúng thì sẽ được cái phần thưởng này. Rồi bạn tay làm thử cho các bạn xem đi. Ra bạn tay nè. Lặn ra vị trí 8m. Đó. Người cá ba làm thử luôn nè. Đó. Rồi quanh về. Đó. Rồi quanh về mới được ngẩng mặt lên hít hơi vào. 1, 2, 3 bắt đầu. Lặn ra. Rồi lặn về. Tôi phát hiện bạn Ba Sa đã ngẩng mặt lên lấy hơi rồi đó. Tiếp. Rồi lặn ra. Rồi lặn về. Bạn Tay đã làm được 2 lần rồi. Kế đến là bạn Coro. Take a moment right here. Feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running. We'll be right back.
Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running. Sơn Thảo Mau, ba người cá tài đã chiến thắng xuất sắc. Phần thi lặn cá mập, bạn tài đã giành được phao bơi cá mập, đeo cái phao bơi cá mập. My ơi, trao phao bơi cá mập cho bạn người cá tài. Rồi mặc vô làm mẫu quảng cáo bơi cho các bạn luôn nha. Bơi quảng cáo luôn. Mặc vô luôn đi thai, có gì đi hù. Rồi. Hỏi gì nữa? Giới thiệu với các bạn, đây là phao bơi cá mập đeo lên lưng biến hình thành cá mập. Bơi đi nhát mọi người. Phao bơi cá mập này được nhập trực tiếp từ Mỹ. Và bây giờ bạn người cá tai sẽ mang cái phao bơi cá mập này vô bơi làm mẫu quảng cáo cho các bạn xem. Và đặc biệt hơn nữa, cái phao bơi cá mập này đeo lên lưng có thể giúp cho bạn không biết bơi cũng có thể nổi được trên mặt nước bơi bì bõm rất là dễ dàng. Đó, cái phao bơi cá mập thổi lên là nó như vậy đó các bạn. Rồi, các bạn chuẩn bị xem nha. Có bạn người cá tai làm cá mập như thế nào ha. Ngoài ra phao bơi cá mập nó còn có sợi dây gì nữa vậy? Dây dây cột cá mập hả? Dây cột cá mập. Được. Dạ. Để hai chân vô. Rồi, đeo phao bơi cá mập vô nào. Lấy sợi dây sợ vô. Lên bờ nói chị sợ vô. Hướng dẫn các bạn sợ dây đeo cá mập luôn nha. Đó, đúng rồi đó. Đeo phao bơi cá mập vô. Bạn người cá tài không biết làm có đúng hay không, nhưng mà thấy bạn ấy làm cũng hay quá hả. Có không coi hướng dẫn mà làm luôn hả tài? Đúng rồi. Rồi, Mỹ Nhân Oxymi gắn
quay cái mặt cho em luôn. Gắn quay cá mập bơi trong hồ bơi thôi nha các bạn. Bơi ngoài biển mấy thằng săn trộm cá mập nó tưởng nó phóng cái lao xuống là lủng lủng lưng cá mập nha. Chút nữa xuống dưới chợ lủng lưng cá mập. Mẫu đại ra cái ngày gì. Nhát nhát người ta đừng nhát trong hồ bơi thôi nha, nhát ngoài biển làm săn trộm tưởng lộn. Phóng ba chĩa xuống là lủng lưng cá mập. Là cá mập lên đường thiệt luôn á. Dạ. Đó. Cách đeo như thế nào? Quấn vậy đó hả? Quấn cột giống như rái cá vậy đó hả? À, vậy đó các bạn ơi. Hai cái sợi dây dây trên dây dưới cột như vậy các bạn nhìn thấy không? Cái phao cá mập này số lượng cũng có hạn nha. Đồ Trung Quốc ở Việt Nam bán không biết có không, mà tôi nghĩ là chắc cũng có, nhưng mà cái đồ tôi là nhập bên Mỹ về. Hiện tại ở nhà chỉ còn hai cái phao bơi cá mập thôi. Các bạn coi thấy thích thì tôi đặt bên Mỹ thêm đem về. Rồi lặn đi. Lặn sao xuống được. Ê, bơi 5 nhịp nổi trên mặt nước. 5-10 nhịp gì đó em bơi đi. Bơi nổi trên mặt nước nha, mới giống cá mập nha. Nha. Rồi. Làm mẫu cho các bạn xem. Đừng lắc đuôi nhanh quá, đừng lắc đuôi nhanh quá. Oh, hình như cái món này nó thích hợp với mấy bạn nhỏ dưới 12 tuổi hơn đó nha. Được đó Tài. Tiếp đi, bơi. Bơi làm tiếp cho mấy bạn xem. Ồ, cá mập này nó dữ quá các bạn. Lại đây nào, cá mập tay nào. Rồi, cá mập tai hay đó. Rồi, cảm ơn bạn cá mập tai đã mặc quảng cáo cho vây bơi cá mập. Xin thông báo sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 24 kết thúc với phần thưởng là vây bơi cá mập luôn nha các bạn.